Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gấu Miền Tây của mình. Bữa nay mình làm món chân gà sốt Thái trộn xoài. Nguyên liệu gồm có đây là nửa ký chân gà, mình đã rửa sạch qua nước chanh và nước muối. Rồi mình cũng chặt ra miếng dừa ăn. Còn cái này là xoài, nửa ký xài, cây sả, trái ớt, 5 quả tắc. Cái này là ớt bột, tương ớt, nước mắm, tỏi phi, nước me nè, 20g nước me và 100g đường cát vàng. Nguyên liệu gồm có gì đây thôi, bắt đầu mình đi luộc chân gà. Nãy giờ mình bắt nước đã sôi rồi đó các bạn, bây giờ mình bỏ chân gà nghe các bạn. Bắt nước mình bỏ mấy lá sả vô cho nó thơm ha. Rồi bắt đầu nước đã sôi mình bỏ chân gà vô nè. Mình luộc. Mình luộc khoảng 10 phút hoặc 15 phút cho chân gà nó chín nha các bạn. Chân gà nãy giờ mình luộc khoảng 15 phút rồi nó đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình vớt ra mình rửa là mình ngâm nước đá nha các bạn. Bắt đầu mình vớt ra. Thơm mùi lá sả các bạn ơi. Rồi bắt đầu mình vớt ra mình rửa 2-3 nước cho nó sạch rồi mình ngâm với nước đá nha các bạn. Chân gà mình đã rửa sạch rồi đó các bạn. Bây giờ mình ngâm với nước đá nè. Ngâm dưới nước đá khoảng 20 phút nha các bạn. Rồi bắt đầu mình đi làm nước sốt nha các bạn. Đây là nước me nè, 20g nước me. Nước mắm. 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng rưỡi đi. Cái này là đường cát vàng nè, 100g đường cát vàng. Đây là tương ớt, 3 muỗng tương ớt. Cái này là ớt, này là ớt khô nè các bạn. Nếu các bạn có ớt bột thì các bạn làm ớt bột ha. Rồi nước sốt là gồm có như đây nè. Bắt đầu mình bắt bếp lên là mình thắng nha các bạn. Rồi bắt đầu mình thắng cho nó sệt nha các bạn. Cho nó sôi lên nó sệt lại rồi mình mới tắt bếp nha các bạn. Bắt đầu mình tiếp tục mình quấy lên cho nó sệt nha. Cái nước sốt nãy giờ mình thắng gì đây là đường nè các bạn thấy là nó keo lại rồi nè, kẹo lại nè. Vì đây là đồ bắt đầu mình tắt bếp nha, mình để cho nó nguội thật là nguội nha. Bây giờ bắt đầu mình gọt xài lận, mình trộn nha các bạn. Xài này là xài Thái nè các bạn, ăn rất ngon, nó giòn lắm đó. Rồi mình sắc nha các bạn. Cắt cho nó miếng viên vuông nè. Cắt miếng viên vuông như đây nè các bạn. Rồi bắt đầu mình sắc xài rồi sắc xả ớt tắt luôn nha các bạn. Tắc mình sắc làm 3 được rồi nha các bạn. Nửa ký chân gà thì mình làm 5 chế tắc là được rồi nha. Rồi bắt đầu mình để qua dĩa. Nãy giờ mình sắc xong rồi đó các bạn. Rồi bắt đầu nãy giờ mình ngâm chân gà 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình đi vớt chân gà mình trộn nha các bạn. Chân gà nãy giờ mình ngâm nước đá khoảng 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình vớt ra mình để ráo nước rồi nè. Rồi bắt đầu mình trộn nè. Cái này là sả nè, ớt, tắc, xoài và miếng tỏi sấy nè các bạn. Sau cùng là mình trộn nước sốt. Nãy giờ nước sốt mình để nguội nó rất là ngon nè các bạn, nó keo lại nè. Cái nó sánh lại nè, ngon ngon. Bắt đầu mình trộn cho nha. Rồi bắt đầu mình trộn lên cho nó đều nha các bạn. Trộn lên cho nó đều thật đều luôn. Mình bỏ vô tủ lạnh khoảng 2 tiếng hoặc 4 tiếng
cho chân gà nó giòn. Nếu các bạn nào muốn ăn cay nữa thì thêm ớt ha. Nãy giờ mình làm có một trái ớt à. Nãy giờ mình trộn gì đây là được rồi đó các bạn, nó đều rồi nè, nó thấm rồi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình bỏ vô hộp đựng, mình bỏ vô tủ lạnh nha. Bỏ vô tủ lạnh cho nó lạnh khoảng 2 tiếng hoặc 4 tiếng thì trên chân gà nó giòn, nó thấm. Rồi bắt đầu mình để nắp lại, mình bỏ tủ lạnh khoảng 2 tiếng, nếu có thời gian thì bỏ 4 tiếng nha các bạn, cho chân gà nó giòn nha. Chân gà nãy giờ mình bỏ vô tủ lạnh 2 tiếng đồng hồ nè các bạn, bây giờ mình lấy ra nè. Màu nó rất là ngon chưa các bạn thấy không? Nó quá là ngon, bây giờ bắt đầu mình bỏ ra dĩa là mình dùng được rồi đó ha. Màu rất là ngon luôn, nước nó sệt lại luôn rồi các bạn, quá ngon. Nãy giờ mình bỏ vô tủ lạnh 2 tiếng rồi, nước sốt nó cũng đã sệt đi, nó đông lại, nó sệt lại dữ nè các bạn, ngon, nó thấm gia vị nè, cái chân gà nó thấm, cái màu nó đậm hơn hồi nãy nè các bạn. Cái món chân gà sốt Thái này làm cũng rất là đơn giản đó các bạn. Hồi nãy mình bỏ thêm mấy trái ớt trái vô nữa nè, cho nó đẹp. Mình không ăn cay nhiều nên nãy mình sắc con trái ớt, nếu mà các bạn nào ăn cay nhiều thì các bạn sắc 2 trái hoặc 3 trái ha. Món chân gà sốt Thái mình làm đến đây là hoàn thành rồi đó các bạn. Món này làm rất là đơn giản mà ăn lại ngon đó các bạn. Nếu các bạn nào có xem video của mình thì các bạn, nếu thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.